Chương 6. Những binh sĩ tí hon chiêu mộ từ Trạm Hành, Trại Mát, Cầu Đất và một vài thôn ấp quốc tịch xa xôi của Đà Lạt kéo nhau về tụ tập trước cửa trường học. Dưới chân đồi cỏ ngọc còn lấp lánh sương trinh. Mỗi người mang theo đầy đủ vật thực dụng cụ cho một ngày đường xa nắng gió. Bọn người vô trật tự chỉ gồm khoảng 40-50 đầu, dàn ra khắp đường, rung rung kéo tới bủa vây nhà cô giáo. Tuân đứng trên lầu nhìn xuống, quan sát tình hình, rồi quay vào phòng, reo ầm ĩ. Chúng nó đến rồi kìa cô. Trâm tung chăn, ngồi nhóm dậy. Cơn mệt sau đêm không ngủ bãi quải cả thân hình. Nàng nhìn đồng hồ tay, rồi ể oải buông mình xuống nệm, kéo mền lên tận cổ. Bọn nhóc con, làm quái gì mà kéo đến sớm như vậy? Bảo 8 giờ khởi hành, bây giờ mới 7. Tuân ra cầm cự với chúng nó đi, còn sớm quá. Sương dày đặc, biết lối nào mà vượt qua thung lũng. Chị Trúc chọn thêm áo, ra cửa nhìn xuống đường. Thôi vậy sửa soạn đi cô, chúng nó gào thét dưới kia kìa. Hứa lỡ với chúng nó một lần, ngày nào vào lớp cũng bị như đòi nợ, đành phải đem đi một lần cho xong. Giá trước kia mà đi với chúng nó vui biết chừng nào, hôm nay có chị lên lại không được ở nhà. Thực ra, Trầm chán chuyện đi cắm trại với học trò, muốn ở nhà, không phải vì chị Trúc mà vì Minh. Không còn tự dối mình mãi được, Trầm phải nhận rằng cơn bệnh tình cảm đã đến hồi trầm trọng và sự hiện diện của Minh biến thành một thói quen, một cần thiết hiển nhiên không thể thiếu vắng. Nhưng Trầm cũng thẳng thắn hiểu không bao giờ mình có thể vượt qua biên giới để chiếm đoạt vũ trụ ngăn cấm bên kia. Không phải nàng sợ hãi hay là e ngại, nhưng mà nếu thế, con đường sẽ dứt nẻo tức khắc và tất cả sẽ đổ xuống như một bầu trời tan vỡ. Sau đó sẽ là khoảng trống. Khoảng trống ảm đạm của một sân khấu sau khi tấn bi kịch chấm dứt và màn buông xuống. Không còn gì hơn sự chán ngán và hoài nghi. Ảo tưởng về cái đẹp đích thực và tuyệt đối trên đời cũng mất. Cho nên Trâm dừng lại để khoảng cách vừa đủ cho một khát vọng âm ỉ khơi nguồn và bằng lòng với hao hụt thiếu thốn để còn nuôi dưỡng được trong lòng một rung động, một ước mơ nào đó. Nếu như cả hai người, nàng và Minh đều đồng ý nhận chịu khoảng cách đó, nếu cuộc đời cứ thế trôi đi, nếu tâm hồn vẫn mãi là một cánh đồng hoa thơm ngát, Trâm nghĩ mình có thể sống mãi mãi như thế và nguồn tình êm ái mơ hồ đó sẽ không bao giờ cạn vơi, không cần gì cả ngoài sự hiện diện của một người. Có một người để âu yếm gọi tên, một bước chân quen để chờ đợi mỗi chiều dậy, một khuôn mặt làm gương soi cho cảm xúc mình phản chiếu. Thế thôi, không giao nối, không gửi trao, không được gì để chẳng bao giờ phải mất. Khi Trầm ra đến cửa, bọn học trò từ trên đường đổ ào xuống hò reo như ba quân đón chào nữ tướng. Thấy cô giáo khác hẳn mọi ngày, lũ học trò nhốn nháo vây quanh, không chịu xếp hàng. Trầm vớ lấy một cái gậy dài của thằng đầu đoàn, gàn xuống chân những đứa không chịu xếp hàng hay. Một đứa tháo giày tung lên đầu rồi nhảy nhót lên đưa tay bắt. Thưa cô, đi chơi xếp hàng làm gì? Chơi trong vòng trật tự. Trật tự mất vui cô à? Ừ, nhưng đi trên đường của thiên hạ, mình phải giữ trật tự cho thiên hạ. Muốn vui thật, phải chờ đến chỗ của mình tìm ra. Sau rừng kia có thung lũng bỏ quan, ai biết đường đi trước. Hàng người ngoan ngoèo chen lấn vượt lên trên. Trâm dẫn đầu, gõ gậy xuống đường theo nhịp đi, thỉnh thoảng quay lại xem có đứa nào đào ngũ, đánh lộn hay phản loạn gì không. Nhưng thằng trong lớp lầm lì, ngồi thộn mặt suốt giờ, cũng lí lắc cười nói. Khuôn mặt nào cũng nao nức như sắp sửa tìm thấy một cái gì tuyệt diệu cuối con đường. Một đứa bỗng hứng chí cất tiếng hát, cái đoàn thản nhiên hòa điệu hát theo. Tiếng Trầm cũng không kềm giữ nổi, vang lên lanh lảnh, giang hồ không bờ không bến, đẹp ngạc nhiên như kiếp bohemian. Tiếng hát của bọn học trò chợt ngạc nhiên nhỏ xuống một giây rồi vỡ ào lên, náo nức và say sưa. Trầm nghe như âm vang ca khúc ấu thời của mình 10 năm về trước. Tiếng hát tươi vui rút ngắn con đường nắng. Đoàn người dừng ở một ngã ba và Trâm chỉ ngọn đồi cao nhất trước mặt cho bọn học trò đổ bộ leo lên. Một đứa hỏi, sao đồi đó có gì thế cô? Không biết, biết rồi thì đến làm gì? Các em không thích tìm một miền xa lạ và làm chủ ở đó sao? Thường thường mấy thầy cho chúng em đi những chỗ biết rồi. Trâm để gậy dài thẳng đứng trên đầu ngón tay. Thế sao không đợi mấy thầy đưa đi? Không vui bằng đi với cô. Cứ học trò con trai thì đi với thầy, năm nào cũng vậy,
tụi em muốn lạ, muốn thay đổi. Trâm vui vẻ chỉ cây gậy lên đỉnh đồi. Tiến lên đi các đồng chí. Bọn ớt con lẹ như sóc, một thoáng đã đứng trên đỉnh đồi trông xuống, lên đến lưng chừng đồi. Trâm vừa dừng lại nhìn quãng đường dốc đứng vừa vừa qua, hai chân rã rời, sắp quỵ xuống giữa vùng cỏ sắt ẩm ướt. Một đứa la lên: "Cô chờ anh Tôm chúng mày ơi!" Tôm là thằng học trò lớn nhất trong lớp, nhưng không phải vì Trâm chú ý nó to xác. Nó có cái gì đặc biệt lạ lùng giữa đám bạn bè lốc chốc ồn ào, ít nói, vẻ lặng lẽ trầm tĩnh, như một chút dửng dưng, hững hờ, lạnh nhạt và hoài nghi buồn rầu nữa. Ngồi trong lớp, tâm trí Tôm như lạc loại bay bổng đi đâu. Mỗi lần điểm danh, Trâm gọi hai ba lần, cả lớp nhôn nhao lên cười. Nó vẫn đăm đăm tỉnh khô nhìn ra cửa sổ hay là cúi mặt xuống bàn, tay máy kể một chữ vô hình nào đó. Suốt giờ học, Tôm ngồi thẳng, chăm chú nghe giảng bài hay cẩn thận ghi chép. Nhưng mà những công việc đó hình như là chỉ có 1/10 tâm trí dự phần. Mỗi lần Trâm gọi đọc bài, nó vội vàng và rụt rè để quyển vở lên bàn, cố tránh không nhìn mặt Trâm, ngay cả khi nàng hỏi. Đọc xong, Tôm đi như chạy về chỗ, cúi đầu xuống mặt bàn, mái tóc rủ che từ trán xuống mắt và cả khuôn mặt đỏ bừng như hơ lửa. Những dáng điệu đó hồn nhiên ngộ nghĩnh và có gì đó khác thường của thằng học trò làm cho Trâm nhiều lúc chợt có ý hỏi ngay cái điều mà nàng muốn biết. Nhưng mỗi lần gọi Tôm lên bàn, lưỡi nó như liếu lại, lắp bắp không ra lời. Và Trâm vừa xuống gần đến bàn của nó, đã thấy mấy ngón tay Tôm run run bám chặt vào mép vở. Lũ bạn bè cũng nhận ra và trêu chọc Tôm mỗi ngày một quái ác. Một hôm, Trâm đặt câu hỏi về giảng văn, nhiều đứa đưa tay ra trả lời. Trâm chỉ một đứa, thằng Dư thông minh và láo lĩnh. Nó đứng dậy, rồi giữa lúc cả lớp và cô giáo lắng nghe, Dư buông một câu lạc đề động trời: "Thưa cô, anh Tôm đẹp trai ạ?" Cả lớp nhảy lên, đấm bàn đấm ghế ầm ầm. Trâm không phạt, không mắng, không cho số không, chỉ yên lặng cười và để yên vụ đó, gọi đứa khác. Tôm đi một mình, lớp ngớp bỏ lên đến gần chỗ Trâm đứng. Thấy cô giáo, nó giấu biến cái khẩu cầm vào túi quần rồi chạy lên nhập bọn với đám đông. Đứng trên cao còn nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo phía dưới, không đứa nào chịu cắm trại, đòi đi xa hơn nữa. Đoàn người băng thung lũng, đi sâu vào vùng đồi thông trùng điệp bên kia. Đến nơi, Trâm chỉ còn bó chân ngồi nhìn bọn nó cắm trại. Lạc loài giữa một đám trẻ con nguyên náo, tự nhiên Trâm nhớ nhà, nhớ phòng khách có lò sưởi, cái thang lầu gỗ đen, những tiếng nói cười, những bước chân lên xuống quen thuộc hàng ngày. Như đã lâu lắm Trâm không về nhà đó. Buổi đi chơi bỗng trở thành một bổn phận nặng nề chán ngán. Bỏ mặc chúng nó lây quay, đóng cọc, giăng dây, Trâm lững thững xuống đồi, đi sâu vào thung lũng. Lần về phía con suối uốn quanh, giữa hai bờ cỏ sắc điểm trắng màu lan dại. Nhưng học trò đã cắm trại xong, đổ ào xuống đồi Trâm lên xem. Chúng nó bày sân banh quanh trại, chia phe giao đấu. Ngồi yên dưới bóng cây một lúc lâu, Trâm buộc khăn quàng vào cành thông rồi đứng phắt dậy đứng chờ. Thằng Trứ cao giò gàn chân thằng Lai, thằng Năng lùng tịch chận được banh, bất ngờ đá móp về đằng sau, trái banh lăn tròn trên cỏ về phía cô giáo. Trâm sẵn chân không, đá một cái hất mạnh về đằng trước, trái banh lao ngược vào mặt thằng giữ gôn đang ngồi nhấp nhổm đằng kia. Cả bọn la lên ào ào đòi Trâm chơi cùng. Trâm xăng tay áo đứng vào giữa hai phe cầu thủ. Đá thì đá, chia phe đi. Có tiếng đứa nào cười lớn trong đám đông: "Coi chừng cô đá bay cả ngọn đồi này đó tụi bay ơi." Trâm đá phải chận banh rất hăng, nhưng đến lúc cả bọn túm lấy nhau gàn chân huýt tay để lừa chụp banh, Trâm đột ngột nghĩ đến khoảng cách giữa học trò và cô giáo, nhuệ khí bỗng tiêu tan, dùng chân lại. Đang dùng dằn, hai thằng ớt con đã dúi vào nhau, giành trái banh dưới chân Trâm, và chúng nó ngã vật xuống. Trâm vừa ngã sấp, chưa kịp gượng dậy, bỗng cả khối nặng của 5-6 đứa học trò đang gạn bắt, quật túi bụi ập lên người, cười đến ngất, không ngóc đầu lên nổi. Nàng nghe tiếng la quảng hốt của thằng Thiên từ phía trại: "Buông ra, tụi bay ngã lên cô rồi kìa. Chạy đi đồ quỷ sứ, tụi bay đánh các cô đó hả?" Trong cơn hoạn nạn, Trâm với được trái banh trường mình lên, và cái khối nặng trên lưng lúc đó cũng vừa được nhấc bổng lên, giãn ra, biến theo những tiếng chân chạy toán loạn.
Khi cô giáo ôm trái banh đứng dậy được, bọn học trò dàn ra chung quanh thành vòng tròn, im phăng phắc. Có đứa không nhịn được cười rúc rích, có đứa đạp chân phình phịch xuống cỏ như ngựa sắp lên đường, một vài cặp mắt lấm lét nhìn Trâm. Cố nín cười, Trâm gọi: "Đội banh đâu rồi, ra đây." Không ai dám nhúc nhích. Một người trên lưng, một người trên cổ, một người trên đầu tôi, và hai người chồng lên ba người ấy là năm. Mời quý vị ra đây, mau lên, ra ngay đây. Một giọng rụt rè: "Thôi cô, tụi em lỡ, tại trái banh, tại thằng trước gạn tụi em mới nhạo xuống." Thấy cô giáo vẫn đứng yên, lừ lừ nhìn một lượt hết vòng tròn học trò xung quanh, một vài đứa cố van nài: "Thôi cô, đừng phạt tụi em đi cô, tụi em lỡ mà." "Tôi bảo mấy người đó ra ngay đây." Năm đứa nhìn nhau rồi lẳng lặng ra khỏi hàng ngũ, đến trước mặt Trâm đầu hàng. Cả bọn lặng yên chờ xử tội. Vòng vây xung quanh hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của Trâm. Nhưng mà cô giáo đẩy năm tội phạm ra làm hai phe, từ từ đặt banh xuống chân và đột ngột tuyên bố: "Đá nữa." Trái banh tung lên giữa những trận cười khoái trá của bọn học trò. Xong bữa cơm trưa tập thể đạm bạc, Trâm đang nằm nghỉ dưới bóng một gốc thông non trên chốt vót đỉnh đồi, thì tên canh gác học tốc như chạy mã tà rượt đến phi báo: "Thưa cô, thưa cô, có người lạ đến." "Mấy người?" "Dạ có một người." Mấy thằng học trò đứng vây quanh săn tin tức, bàn góp: "Chắc là một sứ giả nào đó." "Quân do thám?" "Trưởng ban ám sát." Trầm nhẩm dậy, mắt không rời đám mây cao như núi tuyết đóng lại trên đỉnh trời chói nắng. "Tên đó ra sao?" "Dạ choi choi, nhỏ gầy, chạy nhanh như hu." "Hắn đi bằng gì lên đây?" "Dạ hình như là xe gì nổ bạch bạch á, có khói phun đằng sau." "Hắn vô xe, chạy thẳng lên sườn đồi và đang chạy về phía trại của mình." Trâm đứng dậy, vứt cái áo choàng trên cỏ, lững thững đi vòng sau trại nhìn xuống. "Có ai đâu nè?" Mấy đứa học trò chỉ tay quanh quất: "Dạ đúng quân gian rồi, nó biến đâu nhanh quá." Từ dưới suối, bọn lâu la vừa tắm vừa treo hò inh ỏi, phe trên này nóng lòng muốn sát nhập với nhóm dưới kia. "Thưa cô, cho tụi em xuống suối." Trâm muốn ở lại để chờ tin gian ban nãy xuất đầu lộ diện, nhưng cả bọn không chờ lệnh đã kéo nhau rùng rùng chạy xuống sườn đồi dốc đứng, băng qua thung lũng, lượn vòng xuống bờ suối. "Cô xuống xem tụi em làm xiếc đi cô." Trâm tháo dài, nhìn những cánh tay nhỏ xíu vẫy gọi dưới kia và băng băng chạy xuống. Qua thân cây nhỏ bắt ngang dòng suối lục, Trâm tìm một gò đất cao, cỏ mướt dày như nệm nhung, duỗi chân ngồi nhìn bọn học trò nô đùa dưới suối. Chúng nó chia hai phe, đứng dàn ra hai bên bờ. Một sợi dây thông lớn, một đầu thả lững lơ dưới nước, một đằng buộc vào lưng thằng học trò mập ú cởi trần đứng bên kia bờ. Bỗng một tiếng la, nhào, thét lên, và một thằng lẹ làng nhảy xuống suối. Nó lặn sâu xuống, nhả ra một mớ bọt cái, ngôi đầu lên, một tay đưa lên chào và tay kia nắm chặt lấy đầu dây thông. Bên kia bờ có tiếng hô kéo và thằng học trò bị buộc dây vào lưng, dẫm chân thình thịch như ngựa sắp phi nước đại, rồi nó cất vó chạy như biến về phía trước. Dưới suối, tên học trò bắt đầu nằm ngửa, hai tay buông thõng lên trên đầu, túm lấy sợi dây, mặc cho thằng bạn trên bờ chạy toát mồ hôi kéo. Nó phây phây nhìn lên vòm trời sáng rực trong biển nắng. Chúng nó thay phiên nhau, lần lượt hết đứa này đến đứa khác, nằm dưới suối để được kéo đi. Và mỗi lần chiếc thuyền người vào đến bờ, những tiếng hò reo cất lên, gửi niềm vui thơ dại vào quang phu của gió lũng mây đồi. Trầm ngồi tì tay vào má, nhìn xuống lũ trẻ con nô đùa dưới kia, lòng nao nao gợn lên những xúc cảm hồn nhiên của một thời thơ ấu huyền diệu. Khu vườn ở quê nội chập chờn ánh trăng và bóng lá những đêm mùa hạ, tiếng chạy giã gạo nhịp nhàng vang vang theo tiếng hò, mùi mít chín vãng phất thơm lẫn với mùi nồng nồng của đốt nhựa thông bùm cháy. Đã bao nhiêu năm rồi, Trâm không dám đếm, sợ nhìn vào sự thực tàn nhẫn của thời gian. Nhưng những hình ảnh hồn nhiên tươi đẹp cũ lắng chìm trong tâm tư mỗi khi thèm vui tiếc đời. Thương về tuổi thơ đã mất, Trâm lại bàng hoàng nghe từng loạt hình ảnh đó dào dạt trôi về ký ức, như những loạt sóng lìa bờ xô đuổi ra khơi rồi lại trở về bờ, vuốt ve xoa dịu bãi cát cô liêu dưới mặt trời nung nấu. Hôm nay ngồi trong quang vắng, Trâm quên đường về thành phố, quên hiện tại chán chường, quên những ưu tư não nuột trong lòng mình. Nhìn lũ học trò bé bỏng nô đùa với nhau,
Trầm thấy hiện lên từng khuôn mặt ngơ ngác bé thơ của thời tuổi nhỏ. Nàng chớp mắt rất nhẹ và một giọt nước mắt cảm động nhỏ xuống, vỡ tan hình ảnh bé Trâm lên sáo mẫm mỉm ngày xưa. Rồi tất cả chao lượng trôi về xa tích như những cánh chim trắng mờ dần ở chân trời sương khói hoàng hôn. Trong một phút nhớ về quá khứ êm đềm, Trâm tiếc xót xa đợi mình và lòng chợt dội lên những ước ao thầm lặng. Được trẻ thơ, được trong sạch, được dịu hiền trở lại, dù chỉ trong một năm, một tháng, một ngày rồi thôi. Rồi lại trở về cho mắt nhìn xuống vực sâu thăm thẳm của nỗi buồn xưa cũ. Phút giây Trầm bỗng khám phá gì đâu. Lòng mình thay đổi, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, mong manh êm ái hơn. Từ ngày có Minh đến ở trong nhà, niềm tiếc đời và nỗi khao khát trở về với thời trong sáng cũ, bắt Trầm tìm kiếm, thiết tha tìm kiếm một cái gì đó, cái gì vô tội hồn nhiên trẻ dại, cái gì đó, cái gì có mãnh lực thu hút Trâm vào một thế giới khác, trong sáng và huyền ảo hơn, nên thơ và vĩnh cửu hơn cái thế xô bộ náo loạn trong xa qua, trong giả tạo, trong những cơn lốc đam mê vội vã mà nàng đã khước từ trốn tránh để về đây. Minh hiện đến trong đời Trâm như một biểu tượng hoàn toàn cho những bước chân vu vơ tìm kiếm đó. Nàng đã gặp ở Minh không những một phần tuổi nhỏ của mình đã tàn phá theo năm tháng, mà còn một tâm trạng mênh mang khắc khoải giữa cuộc đời. Nhưng còn cớ điều gì hơn thế nữa? Ở mỗi người đàn bà cô đơn, dù là cô đơn tình nguyện, đều có một cái gì đó thừa, một cái gì thiếu ở trong cùng sâu thẳm của tâm hồn u uẩn, trong cùng thẳm một trái tim hoang du, như bến bờ không nguôi chờ đợi một con tàu, một ngọn sóng, một dấu chân quá hờ hững thờ ơ nào đó, thừa tình thương và cũng thiếu tình thương. Tình thương đó không phải chỉ là tình yêu, mà tổng hợp của nhiều cảm xúc không tên, dịu dàng đậm thắm mà cũng nồng nàn say đắm nữa. Đôi tay chợt chới với giữa khoảng trống không khi chiều xuống chậm. Cái nhìn chợt buồn rầu lặng lẽ, in hình ảnh giấc mơ nào không thành tựu bao giờ. Đôi môi gợn buồn cúi xuống, làn da se sắt của bàn tay. Khuôn mặt não nùn úp xuống mớ tóc dài vướng rối những đêm khó ngủ. Đó là những cơn bão âm thầm đánh thức giác quan của người đàn bà. Và người đàn bà muốn nâng niu, muốn ấp ủ, muốn nuông chiều một ai đó, dù chỉ là hình bóng. Thứ tình đó nhẹ nhàng, phảng phất mà sâu kín bùi ngùi, như tình mẹ con, tình chị em, tình vợ chồng pha lẫn. Thứ tình đó mơ hồ vẳng lên trong lòng Trâm những chiều gió mưa Đà Lạt. Và nàng nhận ra mình còn cả một quãng đường tương lai xa tấp để ngập ngừng những bước tìm yêu, đòi yêu và được yêu. Dù cuối cùng, mỗi tình yêu rồi cũng chỉ là vực sâu, biển thẳm, non mù heo hút. Trầm thường có những phút giây dằn dặc, đắm chìm vào ý nghĩ mông lung như thế. Những phút hồn đi rất xa. Thể phách chỉ còn là hương hơi tụ động, là hồn ma bóng lá. Ngoại giới bỗng lung linh trong suốt như một phiếu thủy tinh, ngăn chia người suy tư và cuộc đời thực tế. Những phút mà tất cả rơi chìm vào hư không, chỉ còn tiếng gió phi vu cuốn theo những hình ảnh trầm trầm ẩn hiện, chạy dài suốt con đường ba trạm tương lai, hiện tại, quá khứ, như chuyến tàu tốc hành băng qua đồng lao bình yên, chở nặng bao quan lạc đau buồn hoài niệm. Trong cơn mơ tưởng mê quang đó, Trâm mơ hồ cảm thấy có người đến bên mình ngồi xuống, như cái bóng nhẹ nhàng hư ảo, không gợn lên trong lòng nàng một cảm xúc nào, trong dáng điệu nàng một phản ứng nào. Có thể là một đứa học trò dưới suối lên vừa mặc áo ngồi phơi nắng, có thể một đứa vừa ở rừng lan về đem qua đặt bên cạnh nàng rồi lẳng lặng bỏ đi. Nghĩ đến cành hoa tím ống mượt nõn nà thơm ngát, mùi cỏ dại và đất ướt, Trâm quay lại nhìn, và một thoáng chớp mắt của thời gian, tâm trí chất đầy hoài niệm, hình ảnh của Trâm vỡ tung ra. Nhưng đợt sóng ào ạt dâng lên bến bờ đâu đó theo cơn nước lũ, rồi tiếng kêu của nàng bật lên ứ nghẹn. Trời ơi, Minh! Từng chòm hoa nắng lả tả rơi xuống dòng suối lấp lánh dưới kia, Trâm tưởng mình lao đao ngã xuống chìm lấp trong đáy nước. Minh gỡ một cọng cỏ khô vướng trên giày ném xuống dòng suối trôi lặng lờ trong nắng, nhẹ nhàng hỏi Trâm. Em ngồi đây lâu lắm, cô không biết sao? Miệng Trâm cười bát ngát niềm vui. Không, nhưng biết cũng không tin. Sao vậy cô?
làm sao em biết tôi đến thung lũng này? Ban sáng, em nhìn thấy đoàn quân của cô đi về hướng này. Trưa em cứ theo dấu mà tìm. Dấu gì? Không có dấu gì cả. Nhưng khi đi về phía này, cô cảm tưởng là đi trên con đường cô đã đi qua. Mỗi người có một lối đi riêng, vì mỗi người nghe theo một nhịp điệu để dấn thân tiến tới. Cô nói gì vậy? Không. Phải rồi, em có nghe. Nhưng không phải nhịp điệu, mà là tiếng gọi. Tiếng gọi nào? Tiếng gọi từ thung lũng này. Cô có gọi em không? Em nghe như cô gọi em văng vẳng và em đi tìm. Trâm Phục nhớ tới tiếng gọi thì thầm Minh ơi, khi nàng bắt được con chuồn chuồn cánh đỏ ở dưới suối và khi ngồi một mình giữa rừng lan bát ngát sớm nay. Nàng sửng sốt, nhìn đăm đăm vào hai con mắt trong sáng của Minh và nhận ra mình chưa bao giờ nhìn một người nào như thế. Em có nghe tôi gọi sao? Có, hay là em tưởng tượng vậy? Nếu ở xa, thật xa, em tưởng tượng như vậy làm sao tìm đến? Em sẽ làm chim bay. Ừ, một ngày kia em cũng sẽ là chim. Em biết cái gì có cánh không? Tình yêu. Vậy tình yêu là một loại chim? Ừ, nhưng chim vỗ cánh còn bay về, mà tình yêu đã vỗ cánh thì bay đi mãi. Tự thấy mình lạc đề, Trầm đổi dĩa. Mình đến đây, chị tôi biết không? Không, nhưng em phải về trước, chốc nữa em trở lại. Minh không trở lại một mình, mà với hai thằng bạn. Chúng nó đứng dưới chân đồi. Minh đi dòng xuống suối tìm Trâm. Bọn học trò đã tản mát trong rừng lan hay tìm chỗ ngủ dưới rặng thông non bên kia đồi. Tìm quanh quất không thấy Trâm đâu. Minh gọi ầm ĩ, ngồi vắt vẻo trên một cành thông cao, cách xa chỗ bọn học trò. Trâm nhìn xuống thấy Minh. Cô im hơi nín tiếng. Khi Minh đi ngang qua dưới cây, Trâm ngắt một cành thông non, ném xuống đầu Minh, cười khanh khách. Minh vít một cành thông đánh đua người rồi trèo lên. Trâm kêu lên cuống quýt. Đừng, xuống đi Minh. Minh không nghe, thoăn thoắt vít cành này sang cành khác như vượn. Một thoáng đã níu vào cành cây Trâm ngồi. Vẫn cặp mắt đen, vẫn đôi môi hồng ướt, vẫn mái tóc bồng bềnh biến chải. Nhưng Trâm không thấy Minh như mọi ngày nữa. Bỗng nhiên, nàng có cảm tưởng như đang chạy trốn, bị rượt bắt đến đường cùng. Nàng nhìn lại Minh và hoảng hốt buông tay, nhào xuống. Minh cũng nhào xuống theo như một trái mít rụng. Cây ngã đau làm Trâm bừng tỉnh, nhìn về phía học trò. Một vệt khói xám bay lên từ thung lũng bên kia. Bọn học trò chạy tán loạn, lết thết ôm những cỏ khô, cành thông bồi thêm vào đám cháy. Trời ơi, chúng nó đốt rừng. Ngọn lửa theo gió lan dần ra phía bờ suối. Minh đứng nhổm dậy. Em xuống bảo chúng nó dập tắt lửa. Minh sắp chạy, nhưng Trâm đột ngột kéo tay Minh. Đừng, không sao đâu, mặc chúng. Tôi thèm đốt cả Đà Lạt. Thấy lửa, hai thằng bạn đi theo Minh chạy lên theo. Nhưng chỉ một thoáng, hết những cỏ khô, lá thông, đám cháy rạp dần rồi tắt hẳn. Thằng bạn Minh dục. Đi mày, sớm mà. Hẹn rồi chúng nó chờ. Hẹn hò chờ đợi. Với ai? Trâm nhìn Minh dò xét. Cô cho em đi với tụi nó, tối về. Trâm bẻ cành thông ném xuống đất. Tùy. Thấy Trâm chợt hờn dỗi gay gắt, Minh ngơ ngác một lúc rồi đưa chìa khóa xe cho Trâm. Cô không bằng lòng thì thôi, em không đi nữa. Chiều thứ bảy thuộc về các cậu, tội dạ gì không đi chơi? Em đi chơi gì đâu nào? Bi gia là cùng. Trâm nghĩ đến lũ con trai ăn mặc kỳ cục lố lăng, dáng điệu lừng khừng ngổ ngáo, tụ hợp ở những phòng bi gia chật chội, vừa chơi vừa liếc ra đường. Thấy bóng con gái là chéo hai ngón tay lên môi, huýt một cái. Mình cũng lũi vào đám du côn đó, thấy bất cứ một ai thoáng qua cũng huýt. Không khéo có hôm mình xõa tóc đi ngang thì tụi nó cũng huýt luôn. Có cái gì sôi sụp trong lòng của Trâm. Nàng quên cả bọn học trò dưới kia nhìn lên, quên vai trò mình đang đóng, quên luôn khuôn khổ cuộc đời đã hạn định. Tiến lên một bước, rồi bất ngờ nàng giang tay tát mạnh lên má Minh. Tiếng hét tắt nghẹn ở nửa chừng. Đi đi, tôi bảo đi ngay đi. Minh sững sờ nhìn Trâm rồi xoay người chạy băng xuống sườn đồi như lao mình vào một biển lửa. Từ đó Trâm ngồi bất động im lìm như một cái xác không hồn. Lũ trẻ hết trò chơi, người chỉ huy cũng bại trận, cho nên mới 4 giờ chiều, Trâm đột ngột ra lệnh hạ trại. Bọn binh sĩ tí hon hưởng ứng ngay. Một thoáng, ngọn đồi chỉ còn những vùng cỏ chơ vơ bẹp dí, những dấu chân giày xéo. Nhìn bãi đất trống xác xơ như một chiếc bạc tàn, lòng Trâm chùng xuống trong một nỗi ngao ngán mênh mông. Thân thể rã rời,
Trâm leo lên sườn đồi, lảo đảo trượt ngã. Bọn học trò đã vượt lên trước, từ trên cao nhìn xuống, bàn tán với nhau rồi xuôi theo dốc chạy xuống. Cả bọn nhào lại, tháo cuộn dây thông dài, quấn chặt mấy vòng ngang lưng cô giáo. Mỗi đứa níu chặt hai tay vào dây kéo lên. Trâm trơ lì như một tảng đá, mặc cho chúng nó kéo lên dọc theo sườn đồi dốc đứng. Lên đến đỉnh đồi, chờ tụi nó tháo dây xong, Trâm ngồi phịch xuống cỏ nhìn con đường về xa tấp quanh co. Không còn dấu vết gì của Minh, dường như Minh chưa đến một lần nào. Như suốt cả ngày nàng không thấy Minh, tự nhiên Trâm chán ngán, buồn rầu và muốn khóc. Thấy cô giáo ngồi rủ rượi, một đứa học trò la lên, khoác tay cho cả đám nhóc con tiến lại. Vua bị thương rồi tụi bay ơi. Trâm ngượng cười, đóng nút màn kịch bất đắc dĩ. Trâm đuối sức rồi, các khanh mau đưa Trâm về cung. Trâm cúi xuống, lòng như tự nhủ. Ừ, mình bị thương. Đời mình thêm một vết thương, nhưng vô lý quá. Sự xuất hiện bất ngờ đột ngột như khuôn mặt của định mệnh. Tuấn bàng hoàng, im sững một lúc lâu, rồi lùi khuất sau cánh cửa của đoàn tiếp viên phi hành, cho những hàng ghế trao trọng, những hành khách lặng lẽ lùi lại phía sau. Nhưng chàng vẫn thấy, vừa rõ ràng vừa huyền ảo, khuôn mặt đó như một quá kiếp kỳ diệu, phảng phất vẻ dịu dàng đầm thắm của một người đàn bà và niềm vui sâu xuyến của trẻ con. Trên đôi môi chợt hé một nụ cười vào khoảng không trước mặt. Tờ báo mở rộng cho hai con mắt đen mùi tỏa xuống cái nhìn mông lung, như nàng không đọc thấy gì trên những hàng chữ đó. Nàng thấy gì đâu, và nàng chỉ mỉm cười, mỉm cười mà không một lần ngẩng đầu lên chờ Tuấn gặp lại đôi mắt xưa đã làm lòng chàng xao động như cánh bay giữa vùng bão tố. Người con gái đêm Sài Gòn xưa ngồi ở đây sao? Hay chàng lầm lẫn, hay là một liên tưởng mộng mị? Bởi nàng đã khác xưa nhiều, ở dáng ngồi, ở mái tóc, ở cái vẻ nghiêm trang dài dặn, làm cho toàn thể người con gái khoác lên một vẻ đầm thắm an phận. Đâu rồi những chớp mắt tươi vui, những ngoảy đầu nhí nhảnh, những tiếng nói cười ríu rít lời chim? Vậy là đời nàng đã có gì đó thay đổi. Nàng đã là một con thuyền có bến, bỏ quên những dòng sông, những dốc suối cho thời gian quá khứ, để hiện hình lên như một đỉnh tuyết lạnh lùng kiêu sa ở đó. Và Tuấn chới với nhìn lên, hồi hộp ngại ngùng, không dám tiến tới, mà cũng không thể lùi lại được. Không thể lùi lại được. Từ khi đi qua hai dãy hành khách yên lặng, để đến đầu máy bay, chàng đã thoáng thấy Trâm. Cho nên để người phụ lái, chàng đẩy cửa đi ra lần nữa. Tờ tạp chí Pháp hờ hững trên đùi của Trâm. Mắt nàng nhìn xuống những hình ảnh rực rỡ trong đó, và nàng lại mỉm cười. Nụ cười lặng lẽ và cô đơn, như không vì một ai, không trao gửi cho ai đó. Tuấn đã ngắm thấy một lần qua đáy cốc long lanh, một chiều Sài Gòn ở nhà Thúy. Cuộc săn đuổi bắt đầu từ đó. Tuấn không bao giờ ngờ mình là kẻ chiến bại tuyệt vọng, vì chàng là đỉnh núi trước những kẻ khác làm đồng bằng. Vậy mà điều có thể giản dị lại biến thành vô cùng khó khăn. Chưa quen biết hẳn, Trâm đã biến đi mất. Như con chim chỉ một thoáng động cành cũng lạnh lùng vỗ cánh. Bây giờ Trâm đó, chắc Trâm đã của ai rồi? Tuấn muốn biết, muốn thấy suốt đời Trâm trong 2 năm qua bằng tình cờ gặp gỡ hôm nay. Nên Tuấn đi xuống, đi qua mà không thể dừng lại. Một nỗi vui xôn xao nhẹ nhõm nhúm vào lòng chàng khi Tuấn trông thấy bàn tay trái Trâm đưa lên vuốt tóc, không ngón nào đeo nhẫn. Chưa một đính ước với đời, em tự do và em cô đơn, bao giờ cũng vẫn thế phải không Trâm? Cho nên Tuấn lại đi trở lên, đẩy cửa, và chàng mỉm cười xôn xao ngồi nhìn xuống dưới. Núi Đà Lạt nhấp nhô trong chiều xám, những vết khói xanh biếc lờ mờ uốn éo bay lên từ những chấm nhà sàn nhỏ lí tí. Tiếng bay xè xè như mù sương đang rụng xuống mặt kính không gian dày và phẳng. Những thảm cỏ xanh, những đồi suối lượn nghiêng mình phía dưới. Rồi một thoáng, tất cả vùng vụt dâng lên cao. Thân máy bay nhẹ nhàng rung động. Những chông trống cũng từ từ quay chậm lại. Bánh cao su lăn nhẹ trên con đường nhựa uốn cong vào sân phi trường. Tuấn ra đến thang máy bay thì đám hành khách đã dạo đến trong kia sân. Không đợi những bạn đoàn viên phi hành đi cùng như mọi khi, chàng hấp tấp đi trước. Màu áo xanh của Trâm loáng thoáng sau rèm hoa đỏ. Tuấn bước mau, thật mau. Và chàng dừng lại ở chỗ kiểm soát vừa lúc Trâm đi vào đó.
Người ghi vé nháy mắt cười với chàng như muốn bảo: phi công, tán hành khách đấy à. Trâm bỏ vé hành lý vào ví tay xong, ngẩng đầu lên. Tưởng ngồi nhỏ: cô Trâm. Một giây ngỡ ngàng hồi tưởng, và Trâm dè dặt quay lại: ông Tuấn, ông lái chiếc này sao tôi không thấy? Không thấy, vì tôi lái máy bay và cô đi trên mây. Tôi di chuyển hoài như con thoi giữa Đà Lạt, Sài Gòn, Nha Trang. Sau 2 năm nay không gặp ông một lần. Tôi mới đổi qua đường bay này. Trước tôi đi những chuyến Bangkok và Hồng Kông. Ông phiêu lưu nhiều quá, nhưng đã gãy cánh chưa? Tưởng đưa bàn tay trái lên trước mặt Trâm: chưa, tôi vẫn một mình. Trâm mỉm cười, thấy người đàn ông nổi tiếng nguy hiểm cho đàn bà đang đứng trước mình có vẻ ngây ngô bé bỏng thế nào. Chiếc nhẫn trên ngón tay đâu phải là bằng chứng xác thực của một cuộc đời đã là mệnh chung. Người đàn ông có vợ hay người đàn bà có chồng, ai khờ khạo tin ngay dấu hiệu đó. Khối đàn ông giấu nhẫn cưới vào trong túi áo khi ra khỏi cửa gia đình, và chồng xích ngô lệ vào tay khi về đến tới cổng. Cũng như khối đàn bà hai tay trơ trụi dù đã 3-7 đời chồng đổi thay, mỗi lần đi đường xa một mình để yên thân, Trâm đeo nhẫn vào ngón tay để tạm thời đẩy lui đám con trai láo liên xuôi ngược. Còn Trâm đi dạy học, ở một mình bình yên. Trâm dạy học? Dân. Có gì làm ông ngạc nhiên? Vì tôi có vẻ thiếu tác phong giáo sư, hay vì ông căn cứ vào những ngày tháng cũ? Tôi cần sống nhiều đời khác nhau trong một đời. Sài Gòn giờ là quá khứ, hiện tại của tôi là Đà Lạt. Thế tương lai? Tương lai là một bí mật, ông hỏi làm gì? Giọng Trâm bất ngờ lạnh lùng trĩu xuống. Và Tuấn nhận ra vẻ dửng dưng tàn nhẫn trong cách xưng hô mà nãy giờ chàng không chú ý đến. Ông, tôi, danh từ đã đổi thay sau 2 năm vắng tiếng im lời. Ngày trước Trâm gọi Tuấn bằng anh, như gọi Lam anh nàng, và là bạn Tuấn. Cô em gái đã trưởng thành ở một phương diện nào đó và ngăn cách như một lưỡi dao sắc lạnh cắm xuống miền qua cõi giao thân. Ngăn cách hiện hình rõ rệt như một dụng ý khi Trâm đưa bóng dáng thứ ba vào câu chuyện. Ông vẫn thường gặp Thúy. Thúy? Không. Nhưng sao Trâm lại nhắc đến Thúy? Nghe Thúy nhắc đến ông. Chỉ vì Thúy vẫn gửi tôi mua đồ ở Hồng Kông đấy thôi. Có gì đâu. Trâm nhướng mày và mỉm cười tinh nghịch như bảo thầm: mặt ông chứ căn cớ gì tôi mà đến chính. Tuấn xem đồng hồ tay, nhìn ra những người hành khách chờ đợi tiếp tục đi Sài Gòn, rồi nhìn vào hai mắt của Trâm. Hết giờ rồi. Nếu có thể lái thế, tôi sẽ ở Đà Lạt chiều nay. Trâm chưa biết địa chỉ, tôi trở lại. Thế nào cũng sẽ trở lại. Trâm đáp cộc lốc: không, cho tôi gặp Trâm lại một lần. Một lần thôi. Trâm quắt mắt cười nhạt: ông coi tôi là loại đàn bà nào, vừa gặp một người là đưa địa chỉ? Ông quen dùng lối đó với hành khách trên máy bay sao? Sửng sốt một giây, rồi Tuấn thản nhiên phân trần: hình như Trâm quen buộc tội cho tất cả những người nào tìm đến Trâm. Trâm quên là mình biết nhau từ trước. Trâm em gái Lam, mà Lam không là bạn tôi sao? Còn Thúy, chuyện Lam với Thúy nữa. Hồi ấy, Lam ngờ tôi với Thúy, bọn này giận nhau. Lam buồn, lang bang một dạo. Sau đó, tôi đưa Lam về cho Thúy, cả bọn xử quệ. Trâm thấy tôi không có gì với Thúy cả. Tôi tìm em gái của bạn, tìm thăm một người quen cũ là có tội sao? Trâm cúi mặt. Nhưng tôi muốn yên và không nhắc đến Sài Gòn thổi trước. Tìm thăm Trâm, tôi không mang không khí Sài Gòn theo đâu. Trâm không cho địa chỉ, nhưng thế nào tôi cũng sẽ trở lại. Phi trường Liên Khương lùi lại phía trước. Tuấn trở về Sài Gòn hôm đó bằng cánh bay lảo đảo trong biển mây giăng mắt đầy trời, bằng tâm hồn xôn xao bỗng cháy dập dồn hình ảnh, cho đến khi đèn thành phố sáng lên đón chào phía dưới, khi từng điệu nhạc réo rắt bập bùng xảy lên từ vực thẳm của ban đêm. Tuấn chợt thấy Sài Gòn xa lạ hẳn, tâm hồn Tuấn liệm trong một cơn mê sảng rạo rực kỳ dị, ngọn lửa đam mê cháy bừng trong cơn gió lốc bất ngờ của kỷ niệm. Trong khoảng một đêm, Trâm lãng vãng hiện lên cùng khắp. Trước khoảng không, mắt chàng mở ra ngó thấy. Trong bóng đen mịt mù, mắt chàng khép kín lãng quên. Và mớ tóc dài nguyền quặc của người đàn bà như con sông đêm cho thuyền hồn người đàn ông trôi dậy bồng bềnh chết đuối. Những mớ tóc vàng
như mùa lúa chín, những mái tóc bạch kim như tơ trời mùa đông. Từng nỗi phấn vương suốt đời chàng nở thấm qua hương lên cánh đồng tình ái. Một thoáng chàng không còn nhớ gì được nữa, chỉ còn màu đêm vĩnh viễn của mái tóc trâm xóa buồn lên nền trời hoàng hôn Đà Lạt. Đầy mây bay và gió cuốn, mái tóc biến thành con rắn. Con rắn trường mình vẫn lấy cổ chàng, vẫn khắp thân thể chàng, và cơn sốt cảm giác rần rần cháy lên. Cơn đam mê lặng lẽ trở thành một gọi kêu, một thúc đẩy mãnh liệt. Và trưa hôm sau, Tuấn lên máy bay về Đà Lạt, tìm tên người đàn bà hôm qua trong tờ danh sách hành khách chuyến đi Nha Trang Đà Lạt, hỏi dò ra địa chỉ của nàng ở hãng hàng không Việt Nam.